Hello các bạn, đây là mình Đam Mê Cá Vàng đây. Hôm nay trong vòng 1 phút thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thả cá lúc mà mới mang cá về nhà nha. Đây là một ví dụ mà mình đã thực hiện lúc mà mới mang cá từ trại lên. Trước khi mang cá về thì bạn nên chuẩn bị một thau nước sạch đã được khử clo bằng vitamin C và thêm vào một ít muối. Thì bạn sẽ để sẵn sủi vào như vậy và để sủi thật là mạnh như vậy nha. Và sau khi mang cá về, việc đầu tiên đó là bạn sẽ mở bọc ra và để nguyên bọc như vậy vào trong thau nước. Lưu ý là không để cho nước của bọc cá rơi vào trong thau nha. Sau đó thì bạn sẽ lấy cá múc một ít nước từ trong thau đổ vào bọc cá. Việc này có ý nghĩa là sẽ làm cho nhiệt độ giữa thau và trong bọc cá cho nhiệt độ sẽ bằng nhau. Sau đó thì bạn sẽ dùng tay của bạn để cảm nhận nhiệt độ giữa hai bên. Cuối cùng khi mà nhiệt độ giữa hai bên đã bằng nhau rồi, đã giống nhau rồi thì bạn sẽ cho sẽ chờ khoảng 5 phút sau, và sau đó thì bạn có thể bắt cá ra để vào trong thau. Lưu ý là bạn không được đổ nước trong bọc rơi vào thau nha. Vậy là xong quá trình thả cá ra rồi. Bạn hãy theo dõi Đam Mê Cá Vàng để cập nhật những thông tin hữu ích về cách chăm sóc cá vàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.